뭐야? 아, 한 번에 다 못 불어가지고 소화는 안 된다. 아, 야, 정과 9월 2일. 야, 소원 빌어야죠. 그래, 그래. 소원 안 빌면 어때? 소원 뭐야, 소원 뭐야? 이미 소원이 일어났는데. 소원? 아, 무조건 시작하지 마세요. 축하합니다. 아, 이렇게. 일단 동호회 생일 축하. 축하합니다. 생일 축하해. 감사합니다. 역시 생일 기념 소감. 그래, 일단 생일 이야기부터 하자. 우리 정국이 생일이니까. 9월 2일. 생일 했는데 기분도 이래도 하고. 야, 좋겠다. 뭐 좋겠다. 최고의 생일 선물을 받게 되었어요. 네. 정우 씨 이렇게 목이 쉬는 이유는 어제 그 본인의 빌보드 생일과 그, 아 뭐야 본인의 생일과 빌보드가 겹쳐서 너무 많이 울었다는 소문이 있어요. 제가 울었죠. 네, 어제 이제 올랐다가 갑자기 이제 소식을 접하게 됐는데 너무 울컥해가지고. 아 그리고 뿐만 아니라 그 아미들이 엄청 많이 뭘 해줬어요. 서포트 많이 해주고. 많이 모니터를 했는데 진짜 많은 걸 하고 계시더라고요 생일 때문에. 그래서 너무 아미 분들한테 감사드리고 말씀드리고 싶고 축하해 주셔서 너무 고맙고 참 태어나길 잘한 것 같습니다. 와 태어나길 잘했다. Xin chào cả nhà, là Bông Đen đây. Hôm trước trong clip holder chúc mừng sinh nhật Hoàng Minh Hơn thì có một bạn comment là khi nào có sự kiện sinh nhật Trung Quốc thì chị đi thử đi ạ. Nên hôm nay Bông đã có mặt tại quán cà phê mà Fansai 97 Crystal Trung Quốc đã tổ chức cup holder event cho Trung Quốc. Bên trong quán có trang trí rất nhiều hình do Fansai này tự chụp. Sau khi ngâm nghĩa xong rồi thì bấm order nước để lấy cup và free card tặng kèm. Quán này rất hiện đại khi có máy order nước tự động, chúng ta không cần phải giao tiếp với nhân viên, rất thích hợp trong mùa Covid hiện nay. Ta-tan, đây là chiến lợi phẩm mà mình đã thu về. Bấm đã order một set Jungkook A4 gồm một ly soda nho xanh, macaron hình cookie xinh xắn do chủ quán tự làm. Và đây là chiếc cup holder mà bấm nhận được. Kèm theo đó là một photocard, một sticker và một chiếc móc khóa hai mặt. Ngoài ra thì chú chủ quán rất là tinh ý khi tặng kèm cho Bom một loạt cút của Bangtan còn dư lại trong những đợt event cũ. Xem ra thì đây chính là quán cà phê ruột của Ami rồi. Sau đó thì mình lại đến một quán cà phê ở ngay gần đó do một Ami khác tổ chức. Đây không phải là Fansai vì mình thấy lượng follow khá ít. Fan thường cũng chịu chi phết nhỏ. Việc đầu tiên khi vào quán của tất cả mọi người là điền tên vào danh sách, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, sau đó mới là ngắm trong cúc. Bây giờ đang là thời gian của đợt giãn cách xã hội cấp độ 2 nên là bàn ghế ở các quán cà phê đều phải xếp cách nhau 1 mét như thế này đây. Dù mình đi khá sớm nhưng mà vì dịch bệnh nên là cũng có khá ít người đến lấy. Đây là số quà mình nhận được, có vẻ là bạn Ami này rất thích trong cúc đầu hồng. Băm cũng vậy nha. Cup ở đây có hai vơ là hồng và trắng nhưng mà bạn chỉ được chọn một trong hai thôi.
trên hóa đơn còn có dòng hashtag 9월의 전국이란 유포리아. Chúc mừng sinh nhật bé cưng của các anh Băng Thanh nha. Và chúc mừng BTS đã đặt nô một Billboard. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.